Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Huế hiện nay có hơn 30 cơ sở kinh doanh phế liệu, trong đó có nhiều cơ sở chưa đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng chống cháy nổ. Và những cơ sở này phần lớn nằm ở cả khu dân cư đông đúc, đường đi lối vào chật hẹp. Nếu xảy ra cháy nổ thì các phương tiện ứng cứu rất khó tiếp cận. Để hạn chế thấp nhất những nguy cơ cháy nổ từ hoạt động kinh doanh phế liệu, rất cần sự quản lý chặt chẽ từ các cấp ngành liên quan, cũng như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ từ các cơ sở kinh doanh mặt hàng này. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại một số cơ sở tập kết kinh doanh và tái chế phế liệu nằm ở những con đường hẻm chật hẹp trên địa bàn thành phố Huế. Đây là những phế liệu rất nhạy cảm với hỏa hoạn, chỉ cần sơ sẩy chập điện hay một tàn lửa thì hậu quả sẽ rất khó lường. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện tại trên địa bàn thành phố Huế có hơn 30 cơ sở kinh doanh mặt hàng này, nhưng không ít cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ. Đây cũng là khó khăn cho lực lượng chuyên trách về phòng cháy chữa cháy. Có công tác kiểm tra nắm tình hình thì hiện tại các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Huế tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì những cơ sở này tập trung nhiều cái chất dễ cháy, các cơ sở này là thường là câu mắc các cái thì đi dây điện dẫn điện là còn lồn xồn và không có cái thiết bị bảo vệ cũng như là cái các cái trang thiết bị phòng cháy cháy được đầu tư theo đúng mức quy định. Vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh phế liệu hiện nay chưa được nhiều cơ sở quan tâm đúng mức, thậm chí còn xem nhẹ và rất chủ quan. Hầu hết các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Huế nằm ở các địa điểm đường vào, lối ra rất chật hẹp, nên nếu có xảy ra sự cố cháy nổ thì các phương tiện ứng cứu cũng rất khó tiếp cận. Trong khi đó, các kho tập trung phế liệu thường chứa những hàng hóa phế liệu dễ cháy như nhựa, giấy, ni lông, các thiết bị điện tử, bình ga cũ, bom đạn còn sót lại trong chiến tranh. Khi gặp nguồn nhiệt hoặc điều kiện thích hợp có thể gây cháy nổ và lan rộng nhanh. Thực tế cho thấy, kinh doanh thu mua phế liệu trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Do đó, rất cần có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương và các ngành chức năng đối với lĩnh vực kinh doanh này. Các cơ sở đó làm cam kết để và tất cả các vật liệu làm để đảm bảo và mua ra các phương tiện về như là bình xịt để đảm bảo và trong công tác là vấn đề về ăn. Xe cửa phòng cháy chữa cháy vào chủ yếu là nhắc nhở bà con thường xuyên theo dõi và đảm bảo cái hệ thống là phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy dù có cơ động đến đâu thì khoảng cách giữa đơn vị với điểm cháy cùng địa hình cũng sẽ mất không ít thời gian tiếp cận cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Do đó, việc đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ trước hết cần được thực hiện nghiêm túc từ các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phế liệu. Và cũng rất cần những quy định và những chế tài quản lý xử lý vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ đối với hoạt động kinh doanh phế liệu từ các cấp ngành liên quan.